Chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, tính đến cuối tháng 3 năm 2020, đã có hơn 15% số doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất, 93,9% doanh nghiệp đánh giá dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước những khó khăn như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, trong đó có các giải pháp về thuế và chi ngân sách nhà nước. Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên đề tài chính thuế tuần này với chủ đề gỡ gánh nặng cho doanh nghiệp trong khó khăn do dịch COVID-19. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, môi trường kinh doanh toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái mạnh mẽ và Việt Nam với tư cách là một nhân tố không thể thiếu của chuỗi cung ứng toàn cầu cũng không ngoại lệ. Theo kết quả khảo sát mới nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thì có hơn 90% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ dịch COVID-19. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Kết quả khảo sát mới nhất do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm công bố ngày 8 tháng 4 cho thấy đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đáng kể đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Hơn 90% lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu cho biết COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động, với hơn 50% cho biết ở mức đáng kể so với tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó chỉ ở mức 9% trong cùng kỳ đánh giá năm ngoái. Bên cạnh đó, các thành viên Eurocharm cũng thể hiện niềm tin vào các biện pháp đã được chính phủ Việt Nam đưa ra, chẳng hạn chính sách hoãn thuế và tiền thuế đất 53%, tạm đóng bảo hiểm xã hội cho các công ty đang chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh 50%. Ông Nicolas Arruda, Chủ tịch Eurocharm cho biết, đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng tạo ra những thách thức chưa từng có đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và quy mô. Do đó, việc sớm đưa ra những biện pháp mạnh mẽ nhằm hỗ trợ cả doanh nghiệp nội địa và nước ngoài cùng vượt qua cơn bão này để trở lại hoạt động kinh doanh càng sớm càng tốt. Hay đáng chú ý, kết quả khảo sát của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho thấy, đến thời điểm hiện tại, tác động của dịch COVID-19 đến khu vực doanh nghiệp đã bắt đầu bộc lộ một cách rõ ràng. Theo báo cáo, trong tất cả các ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, kết quả khảo sát cho thấy có đến 93,9% các doanh nghiệp điều tra đánh giá dịch COVID-19 có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 20 tháng 3, đã có trên 15% số doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất. Nếu ước tính số lao động bình quân một doanh nghiệp khoảng 25 người, thì trong 2 tháng đã có khoảng 400.000 lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Và nếu dịch bệnh trong nước có thể kiểm soát ngay ở trong tháng 4 hoặc cùng lắm là đến quý 2, thì cái phản ứng chính sách thì nên mang tính hỗ trợ. Còn nếu dịch bệnh kéo dài nhiều hơn đến quý 3 hoặc là hết năm 2020 thì chính phủ cần tính đến các cái giải pháp can thiệp mạnh mẽ hơn và mang tính giải cứu. Theo đánh giá, mặc dù các doanh nghiệp đã có nhiều hành động nhằm đối phó với ảnh hưởng tiêu cực của COVID-19, nhưng nếu dịch bệnh tiếp tục lan rộng và kéo dài, nhiều nguy cơ xấu có thể xảy ra. Còn theo đánh giá của các doanh nghiệp, dịch bệnh càng kéo dài, khả năng phá sản của các doanh nghiệp càng cao. Tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2020, Việt Nam đã có trên 15% số doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất do ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19. Trước những khó khăn của dịch COVID-19 tác động tới nhiều ngành lĩnh vực của nền kinh tế, các doanh nghiệp cùng các chuyên gia đã có một số đề xuất kiến nghị nhà nước miễn giảm thuế nhằm phục dậy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hiện nay. Ghi nhận của phóng viên về vấn đề này, kính mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, tại buổi làm việc với các tập đoàn kinh tế tư nhân trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, hàng không, lương thực, thực phẩm, công nghiệp. Cuộc họp này nhằm huy động nguồn lực của thành phần kinh tế tư nhân tham gia hiến kế sáng tạo, chủ động và đóng góp cho sự phát triển đất nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao sự kiên cường, vượt khó vươn lên của các tập đoàn, doanh nghiệp trong cả nước là những pháo đài phòng chống dịch, bảo đảm việc làm, bảo đảm kinh tế vĩ mô. Trong khó khăn cũng là cơ hội để doanh nghiệp tái cơ cấu, sắp xếp phù hợp, hiệu quả hơn, đặc biệt là quản trị tốt, ứng dụng công nghệ trong phát triển. Tăng cường hợp tác liên kết, chia sẻ rủi ro, chia sẻ lợi nhuận. Chính phủ cũng sẽ cải cách mạnh mẽ hơn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn, toàn diện hơn, đặc biệt là ứng dụng những dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 để giảm phiền hà,
tạo thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tại đây chúng ta cũng phải lưu ý, dịch tiếp tục trong cái cao điểm sắp tới, nhưng mà sẽ là một cái phải giảm xuống, không thể dịch phát mãi mãi được. Điều đó là tất nhiên, chúng ta phải đón bắt cái thời cơ ấy. Và đối với các APTA mà chúng ta đã ký kết nhất những hiệp định thương mại mới, một thị trường rất lớn mà chúng ta nên nghiên cứu, cũng như chú trọng rất mạnh mẽ cái thị trường trong nước 100 triệu dân, làm sao đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết, chất lượng tốt, vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân tốt nhất trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thủ tướng cũng đã gợi ý các doanh nghiệp cần tận dụng, đón bắt thời cơ của EVFTA và đồng thời chú trọng thị trường trong nước với gần 100 triệu dân với một nhu cầu lớn về nhu yếu phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây cũng là một yêu cầu rất lớn của chính phủ đối với các doanh nghiệp. Chúng ta sẽ có một chương trình tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện, giảm chi phí cho doanh nghiệp, kể cả miễn giảm thuế, phí, lãi suất vay, giảm khoản nợ cho chậm nộp, kể cả thuế, phí bảo hiểm, đặc biệt là những lĩnh vực ngành nghề chịu tác động nặng nề của Covid-19. Sự hỗ trợ phải có chọn lọc, không cầu bàn, không dàn đều. Đồng thời, chuẩn bị một chương trình toàn diện, kỹ càng phục hồi kinh tế sau khi dịch kết thúc. Đặc biệt những ngành nghề thiệt hại nặng cần tập trung hơn. Cả chương trình kích cầu, vân vân. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp và nuôi dưỡng nguồn thu, ngành hải quan cũng đã chỉ đạo các phòng chức năng, các cục, chi cục triển khai đa dạng hình thức hỗ trợ doanh nghiệp qua thư điện tử, điện thoại, khuyến khích doanh nghiệp giao dịch online qua mạng nhằm trao đổi, nắm thông tin từ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có liên quan đến các nước phát sinh dịch bệnh để có hướng dẫn hỗ trợ xử lý kịp thời. Việc để tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan trước tình hình dịch bệnh thì chúng tôi có đề xuất với Tổng cục Hải quan. Thứ nhất là cũng quan tâm tạo điều kiện trang cấp các trang thiết bị phòng chống dịch cho cán bộ công chức hải quan làm công tác tại cửa khẩu biên giới. Liên quan đến cái thực hiện các hiệp định thương mại tự do FTA của Việt Nam đến năm 2020 này là cái giai đoạn mà nó giảm sâu, cho nên cũng là ảnh hưởng rất nhiều đến số thu. Trước cái tình hình mà nó khó khăn dịch bệnh như thế này thì Cục Hải quan Hải Phòng cũng đã xây dựng các cái kịch bản để hướng đến làm sao đảm bảo được cái số thu, thì phụ thuộc rất nhiều vào cái tình hình của cái dịch bệnh COVID-19 này nó sẽ chấm dứt vào cái thời điểm nào. Để hỗ trợ doanh nghiệp thông quan nhanh chóng, Tổng cục Hải quan cũng đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chú trọng thực hiện là hạn chế tối đa việc thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp, trong đó không tổ chức kiểm tra theo định kỳ. Thanh tra chuyên ngành trong năm 2020 đối với doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh. Tổng cục Hải quan cũng tiếp tục chỉ đạo các cục hải quan, tỉnh, thành phố là nắm bắt, đánh giá cái tình hình thu ngân sách trong quý 2 và những cái tháng tiếp theo của năm 2020 để kịp thời phân tích cái sự biến động của kim ngạch xuất nhập khẩu, mặt hàng xuất nhập khẩu có thuế cũng như thị trường của các nước lớn có ảnh hưởng để kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan, để Tổng cục Hải quan phân tích và báo cáo các cấp có thẩm quyền. Hiện nay, dịch COVID-19 đang đặt ra những thách thức chưa từng có tiền lệ và những khó khăn vô cùng to lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Nên bên cạnh sự hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan, vẫn cần phải có chính sách khắc phục những tác động tiêu cực cũng như chuẩn bị cho sự phục hồi của các doanh nghiệp sau khi vượt qua dịch bệnh. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát để thực hiện cắt giảm nhiều loại phí, lệ phí cho doanh nghiệp và người dân. Cụ thể như miễn lệ phí một bài đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp hộ gia đình, cá nhân thành lập mới, chi nhánh địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trong giai đoạn doanh nghiệp được miễn lệ phí một bài, giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp, giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp hay giảm 50-70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động biểu chính. Trước tình hình của dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, có nguy cơ bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới và tác động ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và nhiều nước, đối tác lớn của Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Trong đó có các giải pháp về thuế và chi ngân sách nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Một cái hãng máy bay thì 30-40% cái chi phí là nó đi từ cái nhiên liệu bay. Thì chúng tôi cũng xin là miễn giảm 50-70% các cái phí cất hạ cánh và các cái chi phí tại cầu cảng. Thì tại sao mà đề nghị cái này? Thực tế là Thái Lan và Nhật cũng như là Singapore thì họ cũng đã giảm cái thuế này, tức là họ cũng đã hoàn toàn là đối với Thái Lan là họ giảm 96% cái thuế môi trường luôn. Thì đối với hãng hàng không thì cái việc cạnh tranh thì nó lại ra thị trường quốc tế, có nghĩa là các hãng hàng không không chỉ là cạnh tranh nội địa mà ra thị trường quốc tế. Thì khi các hãng được chính phủ hỗ trợ ngay lập tức các cái gói như vậy, cũng như là giảm các lệ phí sân bay, lệ phí hạ cất cánh, cũng như là giảm cái thời gian mà nộp lệ phí, thì vô tình là sẽ làm cho các cái nguồn lực của các cái hãng bay như là Thái Airways hoặc là Singapore Airlines thì người ta sẽ có những cái sức mạnh. Khi mà thị trường hồi phục thì người ta sẽ thu hút được cái hàng không của người ta với cái giá vé rẻ, và từ đó thì người ta sẽ kích cầu du lịch ở các cái đất nước của người ta. Có những cái chính sách nó quyết liệt hơn và nó thiết thực hơn tại thời điểm hiện nay. Một trong những cái chính sách đấy là phải về chính sách giải tỏa về vốn. Bởi vì ngân hàng vẫn đang siết chặt vốn về bất động sản. Và tôi thì cũng nhận thấy rằng là trong cái thời gian vừa rồi có một số cái ngân hàng, ví dụ như là Vietcombank, họ cũng có những cái chính sách tự động giảm một số cái lãi suất cho một số doanh nghiệp. Nhưng mà thấy thì thường là tập trung vào doanh nghiệp sản xuất mà chưa thấy vào doanh nghiệp bất động sản. Thì nếu như mà chính phủ có những cái động thái khuyến khích các ngân hàng giảm lãi suất cho các doanh nghiệp bất động sản thì cái đấy cũng là một cái giải pháp rất là tốt cho thị trường bất động sản hiện nay. Đối với các doanh nghiệp lữ hành thì bây giờ cái khó khăn nhất là về cái phương diện tài chính là khó khăn nhất để làm sao mà duy trì hoạt động của mình, để làm sao mà duy trì được cái bộ máy nhân sự của mình. Do vậy thì ra là ngoài những cái biện pháp mà các doanh nghiệp lữ hành có thể tự chủ động làm được thì vẫn rất là cần cái sự quan tâm, hỗ trợ của chính phủ, của các cơ quan quản lý nhà nước. Thì lúc bình thường thì ngành du lịch cũng được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, cũng có đóng góp một cái phần rất là quan trọng vào cái GDP của thành phố như cũng cả nước, mà cái phần đóng góp cũng ngày càng tăng, thì cũng thực sự là độc đã trở thành cái ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Do vậy đó thì trong cái thời điểm khó khăn này thì ngành du lịch nói chung, thì trong các lữ hành nói riêng, thì cũng hết sức là tha thiết mong muốn là chính phủ cũng như các cái bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước cũng hết sức là quan tâm xem xét để có thể hỗ trợ cho ngành sớm khắc phục được các cái khó khăn. Ví dụ như là có thể xem xét miễn hoặc là giảm thuế VAT, thuế doanh nghiệp vân vân, rồi về thuế thì cũng có thể xem xét để làm sao cho giãn cái thời hạn đóng thuế, có thể chậm nộp thuế, rồi các cái khoản bảo hiểm xã hội của vân vân. Thì đây thật ra đó là những cái niềm khó khăn hết sức là to lớn của các doanh nghiệp. Cái việc mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp là rất quan trọng và chính phủ đang có những cái giải pháp. Tuy nhiên ấy, chúng tôi cho rằng là cần phải đẩy mạnh những cái giải pháp mà trong đó ấy, đặc biệt là cái giải pháp về đối với doanh nghiệp là các cái giải pháp về cái việc là giãn hoãn thuế và có thể xem xét giảm thuế cho một số cái ngành nghề mà chịu cái thiệt hại lớn trong cái thời gian vừa qua. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vetv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.